Trần Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là lên chia sẻ về cái hoàn cảnh của em Quân cho tất cả quý cô bác, anh chị là cũng biết, là cũng biết về những cái phong tục mà người dân tộc Nùng này làm cái đám ma nó sẽ như thế nào. Tại vì ở đây thì có rất là nhiều cô bác cũng tò mò về cái phần này, cho nên là cháu Lực muốn là ghi hình lại luôn cô bác. Nghe từ xa thì đã có những cái tiếng khóc ai oán. Hôm nay thì có khá là đông người luôn cô bác. Trên đầu thì đội những cái khăn tang, khăn trắng với nhau hết rồi. Và bây giờ thì cháu Lực đi lên trên kia và để hỏi xem là các bác liệu là cháu Lực có ghi hình được không. Nếu mà được sự đồng ý của gia đình thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình lên cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cũng biết về cái phong tục của người đồng bào dân tộc Nùng của bác nhé. Vừa rồi thì cháu Lực có hỏi anh hàng xóm của em Quân thì sẽ được ghi hình, là cho nên là cháu Lực sẽ xin phép là ghi hình luôn cô bác. Và em Quân thì giờ đang mặc những cái bộ quần áo trắng để đưa tang để cho người bố. Rồi anh chào Quân nhá. Đấy rồi, hôm nay thì có vẻ em sẽ khá là bận rộn cô bác, sẽ không có nói chuyện được nhiều với cháu Lực, và cháu Lực chỉ có ghi hình lại thôi. Ở bên kia thì các bác thầy cũng sẽ đang là gọi là làm một cái lễ để gọi hồn về hay là như nào ấy cô bác. Những cái khăn mà trắng trắng như này cô bác là những cái khăn mà sẽ để mà gọi hồn người chết về để làm cái phần ma chay. Hôm nay thì những người mà mặc những cái bộ áo trắng sẽ là những người mà con cháu trong gia đình nha cô bác. Hôm nay thì sẽ đạt được rất là nhiều các cô, các bác, anh chị, hàng xóm của nhà em Quân ra là hộ. Em Quân thì giờ có vẻ là đang thu mình ngồi một góc là để gọi là đưa tiến đường cái lễ mà tang để cho người bố này cô bác. Nhìn vào cái khuôn mặt của em thì có vẻ như những cái giọt nước mắt của em đã có thể là rơi xuống rất là nhiều rồi cô bác. Năm nay em mới có 14 tuổi thôi. Rất là không may là người bố của mình đã ra đi và để lại cho cái đôi vai bé nhỏ của em một cái gánh nặng rất là lớn, một cái gánh nặng mà lo cho cả gia đình luôn cô bác. Và hôm nay cháu Lực chia sẻ những cái thước phim này lên thì rất là mong trong thời gian tới sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng của quý ông bà, cô chú, anh chị, mạnh thường quân trong và ngoài nước, là gửi những tấm lòng vàng và gửi phần trợ duyên tới cho ông bà. Một cái cậu bé mà năm nay mới chỉ là 14 tuổi thôi, phải lo liệu rất là nhiều thứ trong gia đình của cô bác. Còn phía bên kia thì là bác ông thầy cúng thì đang làm cái lễ mà gọi là gọi hồn của người chết về để tiến hành làm cái phần ma chay cho người bố của bác. Bây giờ thì cháu Lực sẽ nói chuyện với em Quân thêm một chút cô bác. Hôm nay thì đã là ngày làm đám tang chính chưa? Chưa. Chưa à? Hôm nay chỉ là ngày là gọi hồn hay là như nào? Gọi hồn này đúng mà cứ cho ăn đám. Như em Quân thì có thể là không có biết về cái phần này cho lắm, cho nên là bây giờ cháu Lực sẽ đi xin được phép là hỏi anh một chút. Hôm nay thì đã bà con thì đã đa hộ rất là sớm rồi anh. Vâng. Vâng, thế anh cho em hỏi những cái người mà mặc áo trắng thì là người mà anh em trong gia đình hay là như thế nào mà mới phải mặc anh? Anh em trong gia đình nó mặc trắng. Và mặc còn thầy mo cũng mặc trắng. Còn đội cả những, em thấy là đội ở trên đầu cả những cái khăn tang màu trắng đấy là để như thế đấy là gọi là anh em trong làng. Là anh em trong làng à? Là anh em trong làng thì là phải đội, còn là những người mà mặc áo trắng thì là gọi là con cháu trong gia đình đúng không? Cháu nữa, thầy nữa.
như này thì là bác là ông thầy cúng là đang làm cái lễ gì anh? Vâng, đang gọi là nó gọi về nhà. Đang gọi về nhà. Vâng. Đang là gọi hồn à? Vâng. Nhưng mà làm như thế này thì mất khoảng tầm bao nhiêu thời gian anh? Chắc là mấy tiếng rồi chứ, từ 12 giờ đến đây chưa xong. Tầm 12 giờ bây giờ à? Bây giờ hiện tại là đang là gần 3 giờ rồi. Vâng. Có thể là nói là được 3 tiếng đồng hồ rồi anh nhỉ? Vâng. Chưa xong chắc là 5, 6 giờ chắc là xong. Vâng. Em Quân thì còn rất là may, là may còn có anh phụ giúp rất là nhiều thứ luôn. Em cũng thay mặt em Quân và thay mặt gia đình của em Quân cảm ơn tới anh rất là nhiều. Chúc anh cùng gia đình có một cái sức khỏe thật là dồi dào anh nhá. Phần phía bên kia hình như là bây giờ con cháu đang cầm một cái những cái cành thóc này để làm một cái những cái hành động gì đấy thì cháu Lực còn không được biết cô bác. Theo như cháu Lực vừa mới nghe thấy thì là sẽ là gọi hồn về hay sao cô bác. Còn bé Hiếu này cô bác này, một cái đứa trẻ mà năm nay mới có 2 tuổi thôi, không có biết những cái chuyện gì mà xảy ra, rất là nhìn là rất là tội cho em luôn. Em Quân thì hôm nay cháu Lực nhìn thấy em có vẻ là em ấy phải khóc rất là nhiều thôi cô bác. Nhìn vào trong cái gò má của em thì những hai đôi mắt của em thì đã sưng hết cả húp lên rồi. Còn như cô bác có thể nhìn thấy bé Hiếu này, bé Hiếu thì giờ không có biết là cái chuyện gì mà đang xảy ra với mình thôi. Những cái lời mà bé Hiếu hỏi về em Quân là người bố với người mẹ của mình đâu rồi. Em Quân chia sẻ với bé Hiếu rằng là bố với mẹ đã đi làm xa rồi, về để mua được những cái hộp sữa, về để mua được những cái gói bánh kẹo cho mình. Vẻ như là bây giờ đang có một cái chuyện mà tâm linh gì đó xảy ra cô bác. Và cháu Lực nhìn thấy ở chỗ này thì có những cơn gió thổi vi vu, nhìn trông là rất là trông rất là heo cạnh cô bác. Còn trời thì có vẻ là sắp đổ một cái cơn mưa thật là lớn rồi cô bác ạ. Kia thì một cái lá mà cháu Lực cũng không biết là nó là cái lá gì, gọi là một cái mảnh vải mà ở trên đấy thì có những hình người, gọi là đủ 12 con giáp luôn cô bác. Ở trên kia thì hình như là mỗi lần mà thầy cúng đi cúng một cái nhà nào đó thì gia chủ sẽ cho là một cái khăn trắng để buộc lên trên để gọi là tưởng nhớ về một cái hành động gì đấy, thì cháu Lực cũng không có biết là nó sẽ là điều gì đấy cô bác. Vừa rồi thì cháu Lực được là nghe anh thầy cúng có kể lại với cháu Lực là đã làm như này độ khoảng tầm là 3 tiếng đồng hồ rồi, còn chưa thấy là có cái kỳ tích gì mà nó xảy ra. Ở trên kia thì cũng được rất là nhiều quý cô bác này là gia hộ sẽ là nấu cơm hay là làm cái gì đấy. Và hôm nọ thì cháu Lực cũng đã chia sẻ rồi, hôm nay thì sẽ được là
thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rồi, và được bà con ở thôn bản là sẽ hỗ trợ gia đình em Quân là mỗi người là một vác củi này, một chút gạo này, và cộng đâu đó là thêm 10.000 tiền cô bác. Ở đây thì cũng được rất là nhiều, cô bác chắc là lấy củi ra hay là lấy những cái đồ gì ra hộ em Quân với em Cương quay phim bom với tấm ạ. Ở phía bên này thì cháu Lực cũng nhìn thấy rất là nhiều các bác luôn cô bác. Và bên trong kia thì sẽ là những cái ngôi nhà mà được làm bằng giấy, để một hai hôm nữa sẽ là đốt đi để cho bố thật sự ra để mà nhìn thấy những cái đồ này. Đến tầm mà đến buổi tối thì nhìn nó mới ghê sợ cô bác ạ. Còn phía bên này thì cũng được là các anh các bác là ra hỗ trợ là hình như là mỗi người là một vác củi này và một ít gạo cộng thêm một chút tiền nữa. Bên này thì cũng xếp mà rất là nhiều củi rồi cô bác. Và hôm nọ thì cháu Đức cũng đã chia sẻ lên rồi, cái ngôi nhà của em Quân hiện tại là xuống cấp rất là nhiều rồi, là trời mưa to ở trên vùng cao này cô bác này. Ở phần phía bên này thì cũng đã bị sạt xuống này rất là nhiều luôn. Rất may là cái phần này còn đào xa cái phần tường, chứ không là có thể nói là cả cái phần tảng đất trên kia này đè xuống ngôi nhà này thì ngôi nhà sẽ sập hết tất cả là mọi thứ luôn cô bác. Hôm nay thì cũng được bà con ra hỗ trợ em Quân là rất là nhiều củi con này cô bác này. Phải nói là những cái tình làng xóm đối với gia đình em Quân. Theo cái phong tục này thì cháu Lực cũng đã tìm hiểu rồi, và hầu như là nhà nào có người mất thì sẽ được thôn là người ta ra hỗ trợ như thế. Còn sau này mà nhà khác có những cố vụ việc như này thì bà con sẽ vẫn tiếp tục là làm như thế này để bà thì chắc là giờ đang ở trong nhà thì cháu Lực xin phép là vào trong nhà của em Quân một chút cô bác. Cái phần hành lang này thì cháu Lực cũng chia sẻ lên khá là nhiều rồi, và nhìn trong thì cũng rất là ghê sợ cô bác. Ở đây thì nếu mà trời mưa to quá nó sẽ hát hết vào trong nhà luôn. Ôi, nay vẫn như nọ. Con tắm á. Bà thì giờ thì đang chuẩn bị những cái khăn trắng này, những cái bộ khăn tang để một bà để bà đeo, và cũng có gọi cũng có thể nói là tiến đưa người con của mình về với suối vàng gì đó cô bác. Gọi là phải nói là kẻ đầu bạc mà tiến cái kẻ đầu xanh đi, thì không biết là bà hôm nay bà đã rơi bao nhiêu những cái giọt nước mắt rồi. Cô bác có thể nhìn thấy những cái khuôn vào cái khuôn mặt của người bà của em Quân. Năm nay thì cũng rơi đâu đó là gần 80 tuổi rồi. Bà thì hiện tại là gọi là không còn là một cái răng nào để mà ăn cơm của bác. Như bà có chia sẻ với cháu Lực rằng là mỗi bữa bà ăn cơm gọi là nuốt chửng luôn thôi. Thì thành ra là bây giờ bà với ông rất là ốm yếu luôn rồi cô bác. Còn đây thì cũng là người ông của em Quân cô bác. Cùng văn này phải đâu cảng mô cùng? Năm mô ba. Năm mô đó. Ông thì cũng vừa với kể với cháu Lực là đi lấy cỏ về thì cho bò. Có vẻ như là ông với bà là hôm nay khá là buồn hơn rồi cô bác. Không còn muốn là nói chuyện là nhiều nữa. Như ông cũng thế, ở khuôn mặt ông thì có những cái nếp nhăn mà hiện rất là rõ rồi. Phải nói là rất là tội cho ông với bà luôn. Như ở đây thì cháu Lực cũng chia sẻ lên cái ngôi nhà của em Cương, khá là ngôi nhà của em Quân khá là nhiều rồi cô bác. Những cái phần này thì là được ông với lại trước kia là bố của em Quân là đi chặt những cái cây tre này, cây nứa này về và để đan lại với nhau. Như cô bác có thể nhìn thấy những cái góc này thì nó hở rồi đó là tầm 10 cm rồi, và đến mùa đông thì làm sao mà không có lạnh được cô bác. Và phải nói là ở trên vùng cao này đến mùa đông thì rất là lạnh luôn, lạnh gọi là buốt người luôn cô bác. Còn như cái chỗ ngủ của em gia đình em Quân cô bác, ở đây thì cũng được là ông là với bà
với em Quân là dùng cái tấm chiếu này về để che cho nó đỡ lạnh một chút thôi. Bây giờ thì cái số người bố của em Quân trước kia thì ngủ ở đây, và bây giờ hiện tại chỉ là còn những cái tấm màn, tấm chiếu đó thôi, chứ không có được nhìn thấy những cái bóng dáng, chứ không được nhìn thấy bóng dáng của người bố đâu rồi. Và người bố thì bây giờ đã nằm lại ở một chỗ, chỉ là những cái gò đất mà nó cao lên thôi cô bác. Đi chào hết thằng nữ hốc quá, ổ hốc, mắm nó là cắn nữ ăn mô nữ trên nhân chiếc ảnh này, xứng lại chỗ lắm tôi này mô, bảo thả người nếu còn tiền mô nữ cung cho bên mai mới bảo ảnh này là rất là u ám cô bác ạ. Một cái ngày mà có thể nói là một ngày mà em Quân buồn nhất ở trên thế gian này luôn. Năm ngò.
À, sau một quãng mà thời gian mà thầy cúng để mà làm lễ thì bây giờ sẽ phải là giết mổ một con gà gì đấy để đợi xem là cái hồn của người bố em Quân là đã về chưa cô bác. Ở đây thì có rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực là những cái thủ tục mà phong tục mà người đồng bào dân tộc Nùng ấy cô bác thì nó rất là cù hủ. Và thưa cô bác là mỗi dân tộc thì nó sẽ có một cái nét mà truyền thống riêng, cho nên là cái này nó sẽ phải là hơi phức tạp một chút. Và cũng rất là nhiều cô bác cũng có bảo với cháu Lực nếu mà để làm một cái đám ma chay như thế này cho người bố của em Quân xong thì sẽ nợ rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì cũng được là bên thôn bản người ta hỗ trợ em Quân rất là nhiều, thành ra là sau những cái lần này em Quân sẽ không có phải là gánh cái khoản nợ nào thêm, chỉ là trên là đôi vai em Quân gánh những cái phải gánh rất là nặng nhọc luôn cô bác, gánh tới 3 miệng ăn lận. Phải gọi là làm một cái lễ như này vừa rồi thì mất tầm 4 tiếng đồng hồ rồi và vẫn còn chưa có được cô bác. Bây giờ chắc là rơi đâu đó tầm độ mà phải tầm hơn 1 tiếng nữa. Ở đây thì sẽ là con cháu của gia đình nhà em Quân là ra để đội những khăn tang này. Có cả những cái các bạn nhỏ mà rất là bé luôn. Đấy bác. Bây giờ thì các bác cũng đã làm xong cái phần này rồi cô bác. Gọi là một tí nữa là sẽ đưa. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ theo chân em Quân đi vào nhà một chút cô bác. Vừa rồi thì em anh cũng đã bỏ những cái bộ đồ mà bộ đồ trắng ra rồi. Có thể là một tí nữa em sẽ học. Còn cô bác có thể thấy năm nay bà thì gần 80 tuổi rồi, một cái dáng người rất là nhỏ, còn rất là chăm chỉ để làm những công việc ở nhà để đỡ đần cho em Quân thêm một phần nào đấy. Bà với ông thì đang làm những công việc ở ngoài kia phụ giúp là các cô bác là gia hộ em Quân cô bác. Hôm nay thì nhìn vào khuôn mặt của em Quân khá là buồn. Đầu video thì cháu Lực cũng chia sẻ lên rồi. Nay thì em có thể là hơi bận một chút, thành ra là cháu Lực không có nói chuyện được với em là thêm nhiều hơn. Quân thì ở đây cũng được rất là nhiều các bà là quan tâm tới em. Trong khoảng thời gian này thì em cố gắng mà vượt qua nhá.
có gì khó khăn thì bảo anh nhé. Thì anh sẽ bảo tất cả các mạnh thường quân là nếu mà em cần đến tiền thì anh sẽ trích cái số tiền đấy ra để cho em là dùng trước nhá. Đấy, còn không thì bây giờ anh vẫn cứ để vào quý cho em, để vào sau này có thể là nếu mà em có duyên với lại các bác mạnh thường quân thì anh sẽ hộ em là sửa nhà hay là cất cho em một cái ngôi nhà mới nữa nhá. Đấy, có vẻ như nhìn trong đôi mắt của em Quân của bác thật sự nhìn em ấy có vẻ là rất là đáng thương của bác. Năm nay có 14 tuổi thôi mà phải làm đủ thứ mọi việc ở trong gia đình rồi. Người bà em Quân thì rất là gầy gò và ốm yếu rồi. Như đến ngày mai thì mới làm ngày làm đám ma. Đêm nay thì em có được ngủ không hay là như nào? Chắc là không được. Cả đêm là không ngủ à? Có thể là đêm nay em sẽ cả đêm là đưa tang cho bố của bác ạ. Bé Hiếu thì đi đâu rồi nhỉ? Đang ngủ. Ôi bé Hiếu thì đang ngủ rồi. Bé thì chẳng có biết chuyện gì là xảy ra đâu cô bác. Nhìn vào em ấy thì trong ở kia ngủ rất là ngon luôn. Đêm nay thì có vẻ là đêm nay thì em Quân sẽ thức trắng cả đêm luôn rồi. Em được các bác các bà quan tâm như thế thì em có cảm thấy là mình ở ngoài kia vẫn có rất là nhiều những tấm lòng mà được các cô bác là quan tâm tới em không? Có. Có à? Bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới các bà nhá. Con cảm ơn ông bà đã luôn giúp đỡ con trong những hoàn cảnh khó khăn. Con biết ơn quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Hôm nay thì cháu Lực nhìn ai cũng cứ khuôn mặt à. Hôm nay thì cháu Lực nhìn ai cũng rất là buồn luôn rồi. Một tí nữa thì em sẽ còn làm những công việc gì không? Tí xem có việc gì làm việc đấy ạ. Tí xem có việc gì làm việc đấy ạ. Tí à, các bác bảo là gì thì mình mới biết làm đấy đúng không? Cố gắng em nhá. Đấy. Còn bây giờ thì chắc là cái thước phim hôm nay cháu Lực xin được kết thúc ở đây thưa cô bác. Lên thăm em Quân và chia sẻ một chút về cái phong tục mà người đồng bào dân tộc Nùng này làm cô bác nhá. Còn bây giờ thì cháu Lực xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Con kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.